Xin chào các bạn, đối với những ai thích cái cảm giác ngồi thoải mái như ngồi sedan nhưng lại có một khoang xe rộng như SUV thì hẳn các bạn sẽ chọn một chiếc sedan đuôi cụt hay chúng ta còn gọi là wagon hay là estate vân vân. Thì đây là một trong những lựa chọn dành cho các bạn, một chiếc xe nhập khẩu của thương hiệu Thụy Điển mà chúng tôi đã có cơ hội giới thiệu đến quý vị và các bạn khá nhiều. Chiếc xe Volvo V90. Nó nhìn rất giống chiếc S90 mà tôi đã giới thiệu, nhưng chỉ có điều nó là đuôi cụt thôi. Và động cơ của chiếc xe này thì nó là động cơ mạnh mẽ hơn, đó là động cơ T6 với 320 mã lực và mô men xoắn lên đến 400 Nm. Có thể nói là một sức mạnh rất là lớn cho một chiếc xe như thế này. Và chiếc xe này là chiếc xe gầm thấp kiểu sedan nhé, giống như S90, nhưng mà cái khoang đồ ở phía sau nó lại là đuôi cụt, nó rất rất rộng. Tuy nhiên ở Việt Nam ấy, cái dáng xe kiểu wagon, kiểu estate kiểu này ấy, thì nó không thực sự phổ biến bởi vì nhìn có vẻ như là nó hơi lạ mắt. Thế nhưng nếu như bạn nào mà hay đi châu Âu ấy, thì các bạn sẽ để ý là ở bên châu Âu họ thường hay chạy những cái dòng xe kiểu như thế này. Bởi vì như tôi đã nói đấy, ngồi lái rất là thoải mái. Bởi vì cái gầm nó thấp cho nên là nó không bị chòng chành như xe SUV gầm cao. Cái thứ hai là cái khu vực để đồ nó cực kỳ rộng. Ở bên châu Âu họ rất thực dụng, chứ không chỉ riêng Nhật Bản họ mới thực dụng đâu. Thì ở bên đó họ muốn chở nhiều đồ mà họ vẫn đi thoải mái, thì cái dòng xe kiểu này rất được ưa chuộng. Trên chiếc xe V90 này thì cũng giữ nguyên cái ngôn ngữ thiết kế của hãng Volvo gần đây. Đặc trưng là các bạn có thể thấy là cái cụm đèn định vị ban ngày này, đèn LED là cái hình búa tho hay là hình chữ T gì đó. Tất cả những chiếc xe mới của Volvo đều thiết kế kiểu như vậy, đèn full LED cả trên cả dưới luôn nhé, đèn ở phía dưới là đèn gầm cũng là đèn LED luôn. Tóm lại là về độ hiện đại, độ sang trọng thì có thể không cần nói nhiều về những chiếc xe Volvo nữa rồi, bởi vì Volvo đã chứng minh cho chúng ta thấy những chiếc xe của họ đầy đủ tất cả những cái gì mà một chiếc xe sang có thể có. Thì chiếc xe này cũng vậy, ngay cả cái nắp capo cũng rất là dài, nhìn nó trường xe và nhìn cái xe trông nó thanh thoát. Thực tế mà nói đây là nhìn ở phần đầu thôi, chứ còn lát nữa bạn ra cái phần hông nhé, bạn sẽ thấy này, cả cái xe nó dài như một chiếc thuyền ý. Đấy chính là cái điều mà chúng ta sẽ thấy lạ, bởi vì ở Việt Nam không có nhiều chiếc xe dài như chiếc thuyền kiểu này mà lại thấp kiểu này, nó như một chiếc xuồng ấy, rất là dài. Nhưng mà bù lại thì cái khoang ở bên trong rộng vô cùng, thích vô cùng đó. Nhưng mà chiếc xe V90 này ở Việt Nam không có nhiều đâu, và hiện tại thì cũng đã bán gần hết rồi, rất là ít, cho nên là muốn mua thì phải mua nhanh, nếu không là có người khác mua mất đấy. Đó, ở phía trước thì giống hệt với chiếc S90 hay là XC90, cái ngôn ngữ gần đây, cái logo của Volvo rất nhiều sự tranh cãi. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy cái logo này khá đẹp và ấn tượng. Camera thì đặt ở ngay logo này. Ở trên phần kính này thì nó có những cái camera và radar để nó kích hoạt cái tính năng là giữ làn đường, rồi giữ khoảng cách, tự động phanh, vân 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 vân. Tóm lại là về độ an toàn ấy, thì Volvo hiện tại đang là một trong những hãng xe an toàn nhất trên thế giới, cho nên chúng ta không phải bàn về độ an toàn nữa. Từ khung gầm, thân vỏ cho đến những cái công nghệ hỗ trợ rất hiện đại. Bộ mâm của xe này là bộ mâm đâu đó 19 inch. Tôi nghĩ là vừa vặn với một chiếc xe như thế này. Đó, 19 inch. Như thế này thì không bị quá to cũng không bị quá bé cho một chiếc xe như thế này. Đây, các bạn có thể nhìn cái phần thân xe này, đứng xa xa ra đây nhìn thì thấy cái xe nó dài như một cái xuồng, như một cái xuồng luôn. Dài lắm luôn. Viền của chiếc V90 này thì là cái viền được sơn màu đen nhé, không phải mạ chrome nữa. Tất cả những cái phần dưới này cũng đều được sơn màu đen, ở dưới này thì là sơn đen mờ này, nhìn cũng huyền bí ra phết đấy. Đó, kính của những chiếc xe của Volvo ấy thì kính sau luôn được làm tối màu và chống tia UV. Đó, tối màu nhé. Đây ở cái phần đuôi xe các bạn sẽ thấy này, nó cũng kiểu SUV nhưng mà nó làm thấp xuống ấy. Này, giống hệt với những chiếc xe XC90 hay là tôi đã giới thiệu. Nhìn khá là ổn đúng không ạ? Nhìn khá ổn, động cơ T6. Đây, phiên bản V90 Cross Country.
Đây chính là tên phiên bản. Nó chính là một chiếc wagon, hay là gọi là estate cũng được, tùy các bạn. Camera xung quanh xe nhé, trước sau rồi hai bên gương các thứ. Cái ống xả cũng được thiết kế rất là gọn gàng và ngăn nắp. Tóm lại là thiết kế của cái người Thụy Điển ấy, dân Bắc Âu ấy, nó luôn luôn có cái gì để nó đơn giản, nhẹ nhàng, nó không bị choáng ngợp, nhưng mà nó sẽ làm cho mình thư giãn, nó không bị nhàm chán. Thì nhìn tổng thể cái xe của Volvo từ trong ra ngoài bao giờ nó cũng thế. Ống xả rất đẹp, gọn gàng. Rồi bây giờ mình mở cốp ra đi. Các bạn sẽ thấy cái cốp của cái xe này ấy, nó rất là rộng. Cái xe này thì cũng có chức năng đá cốp nhá, nhưng mà tôi hiện tại tôi quên mất, tôi không cầm chìa khóa, cho nên là nó sẽ không đá được, phải có khóa ở trong người thì mới đá được. Đây, cái cốp các bạn có thể nhìn này, rộng mênh mông luôn. Rộng mênh mông luôn. Đây là cái ngăn để kéo lên. Các bạn thấy không? Cái cốp này mà có thể để cả chiếc xe đạp ở trong cũng vừa ấy. Tất nhiên xe đạp chúng ta sẽ phải để nằm ra hoặc gập gọn lại một chút. Cốp rộng lắm. Đây còn có một ngăn này, kéo dài ra. Cái này kéo dài ra để làm gì? Để chúng ta có thể để một cái gì để đó lên trên này này. Rồi che những cái phần ở dưới này, đó. Mà nếu mà không thích cái này thì có thể tháo ra. Có thể tháo ra cũng được. Đấy, ở dưới này còn có một cái ngăn để nhấc lên nhá. Đấy, khi nhấc lên thì nó sẽ chia làm hai cái ngăn, chia cái cốp sau thành hai cái ngăn. Để đồ nó không bị văng ra. Mà các bạn, nếu các bạn tinh ý thì các bạn thấy những cái tấm này này, nó không phải làm bằng nhựa bình thường đâu, mà nó được làm bằng cái sợi ép, sợi ép thủy tinh hay là sợi ép bằng gì đấy tôi không biết được, chứ không phải là miếng nhựa bình thường. Cái này thì nó sẽ dẻo, và giả sử như nó có vỡ nhá, thì nó sẽ không tạo ra thành những cái miếng sắc nhọn, mà nó sẽ mềm, nó sẽ vụn, nó sẽ dẻo ra ấy, thì nó không, tránh bị chấn thương cho người nếu như không may mà xảy ra tai nạn. Đây là một cái mà rất hay và tôi đánh giá cao cái thương hiệu Volvo, là luôn luôn nghĩ cho con người là quan trọng nhất. Tất cả dù những cái nhỏ nhất cũng phải thực sự an toàn, kể cả trong tình huống xấu nhất, kể cả một tỷ, một nghìn hay phần trăm gì đó thì cũng là phải an toàn. Đó, rất hay. Đây, kể cả cái tấm này cũng vậy, nhấc lên còn có thủy lực đỡ luôn nhé. Là một cái vách ngăn giữa cái lốp sơ cua và cái tấm đỡ ở trên, cũng được làm bằng sợi luôn nhé. Có nghĩa là nó tốn kém đấy. Thứ nhất là cái sợi này làm mất thời gian, tốn kém hơn, đắt hơn. Nó giống như kiểu sợi carbon ấy, nhưng mà thay vì sợi carbon thì nó làm bằng sợi thủy tinh hoặc sợi gì đó, nhựa gì đó, nhưng mà nó là sợi chứ không phải là một tấm nhựa. Rất hay, rất an toàn. Đúng là người châu Âu khác, người ta nghĩ đến an toàn là trên hết. Rồi bây giờ mình thử ngồi vào trong khoang trên, khoang nội thất ở phía trên đi, xem như thế nào. Các bạn để ý cái phần ghế nhé, cái phần ghế là ghế chỉnh điện nhé. Đấy, còn có cả massage các thứ nữa. Đầy đủ, nói chung là không thiếu cái gì cả. Xe cũng được mở cửa thông minh nhé. Chỉ có điều là tất cả cái xe Volvo ấy đều không có cửa hít. Thì lý giải của hãng cho biết thì họ sẽ ưu tiên cái phần là cứu người hơn là sang trọng kiểu hít. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ đã tính toán là nếu như có trường hợp mà xảy ra tai nạn thì cái cửa của họ sẽ bung ra dễ dàng hơn sau khi tai nạn nhé. Thì họ, xảy ra họ chỉ cần đạp nhẹ em gái là cửa bung ra để có thể thoát ra ngoài ngay được. Thì họ tính toán rất là kỹ để an toàn cho người ngồi trên xe. Rồi, cái khoang nội thất này thì như thế nào? Các bạn có thể thấy là nó gần như là giống hệt so với những chiếc xe Volvo mà tôi đã từng giới thiệu, XC90, rồi S90, rồi XC60 cũng như vậy. Giống hệt, không có một cái điều gì khác cả. Ở trên phiên bản mới của những chiếc xe Volvo ấy thì nó còn có thêm tính năng là... đâu, tính năng gì tôi quên mất rồi. Tóm lại là nhiều tính năng. Nhiều tính năng lắm. Nào là head up display, nào là cảnh báo va chạm, nào là đọc biển báo ở trên đường. Có nghĩa là khi mà bạn đi gặp một cái biển báo nào đó báo giới hạn tốc độ 50 thì nó sẽ hiện 50 ở trong màn hình này để cho bạn biết là chỉ đi được 50 thôi. Nếu bạn đi quá thì nó sẽ báo là bạn đang đi quá tốc độ đó. Rất thông minh. Tóm lại là nó thông minh, nó báo hết cho tất cả. Nó như một người trợ lý. Đó, nó như một người trợ lý báo cho các bạn, rồi nó giúp các bạn phanh tự động khi mà đi vào đường đông mà chẳng may bạn lơ là
tự động phanh rồi vân vân và vân vân, nhiều lắm, nhiều tính năng tự động an toàn đấy, thì cái này nó nhiều tính năng thông minh đến như vậy đấy, vẫn cái màn hình to kiểu iPad ở đây rất nhạy vậy thôi. Trên chiếc xe này ý, thì cái gỗ nó có nhiều phiên bản lắm, nhưng mà cái gỗ của chiếc xe mà chúng ta đang xem này thì nó là cái gỗ mà không phải là gỗ bóng, gỗ như kiểu gỗ nguyên bản ý. Nhìn nó sần sần và nó mờ mờ ấy, nhìn nó rất là gần gũi, rất đẹp. Đây, đây nhìn ở tấm, cái tấm này là đẹp nhất này. Nhìn trông đơn giản không? Nhìn cực kỳ đơn giản nhưng không đơn điệu. Đơn giản mà vẫn toát lên cái sự sang trọng. Thế mới hay. Người Bắc Âu họ cái ngôn ngữ thiết kế của họ hay thật, luôn luôn tạo cái sự gần gũi đến cho người dùng. Chiếc xe này thì cũng được trang bị loa B&W, Bowers & Wilkins. Đó. Nhìn cái loa nổi nổi lên thì bạn sẽ biết là có cái option đó. Thì cái option này là một cái option tương đối là tốn tiền. Bởi vì cái hệ thống loa này là hệ thống loa high-end, là hệ thống loa 5 sao đấy, 6 sao đấy, xịn lắm, đẳng cấp. Rồi, cái ghế và cái bệ tì tay này đều được ốp da xịn nhá, đều được bọc da xịn. Nếu tôi không nhầm thì là da Napa. Đó, rất xịn, chỉ có điều là cái phiên bản cao cấp như hôm trước tôi giới thiệu đấy là XC90 Excellent. Thì nó có cái trần được bọc da lộn, còn cái này thì là bọc bằng vải thôi, nhưng nó cũng rất chỉn chu và sang trọng. Đó là cái phần phía trước, nhưng mà tôi muốn ra phần đằng sau cơ, để tôi sẽ ngồi tiến cái vị trí này để xem cái phần đằng sau, cái ghế sau nó sẽ rộng đến cái cỡ nào. Tất nhiên tôi sẽ phải chỉnh cái ghế này cho đúng cái vị trí mà tôi lái. Rồi, ghế chỉnh điện luôn. Đây, ví dụ như tôi lái thì tôi sẽ lái ở cái vị trí này là thoải mái này. Rồi bây giờ mình sẽ ra hàng phía sau đi để xem như thế nào. Đó, tôi biết ngay mà, như tôi đã nói thì cái hàng ghế sau của chiếc xe V90 Wagon hay còn gọi là Cross Country này nó rộng, các bạn nhìn thấy không? Này, từ đây ra đến đây này, một gang tay luôn, nó rơi vào khoảng 20 đến hơn 20 cm, là rất rộng, là rất rất rộng. Chỉ có điều là tôi chưa tìm thấy cái nút ngả ghế đâu, khả năng là sẽ không ngả được ghế. À đây có cái nút gì ở đây này, cái nút này khả năng nó là gập ghế, để tôi sẽ tìm hiểu. À cái này là nhấc lên, nhấc cái này lên để làm gì cũng không biết nữa, nhấc cái này lên nhấc xuống, tôi chưa tìm hiểu ra cái này để làm gì. À, để gập ghế lại, để gập ghế cho gọn gàng lại bạn ạ. Rồi, cái này thì mình sẽ không cần tìm hiểu. À, cái này chắc là phải làm cái gì đấy thì nó mới xuống nữa. À, đây. Rồi, thôi tạm để thế này đi. Đó, thì cái khoang đằng sau nó rộng như thế này đấy. Và cái điều khiển điều hòa nó vẫn là một cái màn hình nhé, cảm ứng nhé. Đây, cảm ứng ở đây. Có cả cổng sạc điện ở đây luôn nhé, cổng sạc 230V luôn nhé, cắm luôn. Máy sấy rồi tủ lạnh rồi cơm điện rồi cái gì bạn là và đây hết. Tôi chiều rồi, chỉ có 150W thôi, cho nên là chỉ sử dụng được những cái thiết bị mà có công suất nhỏ thôi. Đó, rèm che nắng thì vẫn kéo tay chứ chưa gạt điện. Thực ra thì tầm tiền này ở Việt Nam với những chiếc xe nhập khẩu từ châu Âu như thế này kéo tay là đúng rồi. À, tựa đề tay này đó cũng được bọc da xịn luôn nhá, cũng được bọc da xịn. Đó, ở đằng sau tôi cần lấy một cái ngăn này để làm gì không biết nữa. Thôi, bỏ qua cái ngăn này đi. Đây là cái chỗ để cốc này. Đó. Thì cái khoang nội thất của chiếc V90 này, các bạn thấy không? Nó rất rộng luôn. Ngồi thoải mái và xe nó gầm thấp, cho nên các bạn đi, các bạn sẽ như đi một chiếc xe sedan, như ngồi một chiếc xe sedan ấy. Nó không bị cái cảm giác tròng trành của chiếc xe SUV, nhưng mà cái khoang ở bên trong, đặc biệt là cái khoang chứa đồ ấy, nó rộng vô cùng. Đó, đây là một chiếc xe nhập khẩu. Giá của chiếc xe V90 Cross Country này nó rơi vào khoảng tầm 3 tỷ 090 triệu, 3 tỷ 1 gì đó. Xét về giá của một chiếc xe cỡ như thế này, nếu so với mặt bằng chung, ví dụ như một chiếc E300 mà nhập khẩu đi, thì nó cũng giá khoảng như thế này. Thì tôi nghĩ là nó cũng tương đồng về giá. Chỉ có điều là chiếc E300 nếu mà so với động cơ thì kém chiếc này một chút, nhưng mà bù lại thì thương hiệu của Merc tôi nghĩ rằng nó lâu năm hơn của Volvo và nó đang được ưa chuộng hơn ở Việt Nam so với Volvo. Volvo vẫn là một thương hiệu tương đối mới ở Việt Nam, nhưng mà gần đây thì rất nhiều người đã
thích Volvo bởi thứ nhất là nó đơn giản và nó gần gũi, thứ hai là nó an toàn, một trong những chiếc xe an toàn nhất thế giới. Đó là những gì mà chiếc xe V90 mang đến cái cảm nhận cho tôi ngày hôm nay. Và các bạn hãy comment ở phía dưới xem chiếc xe này nó có đẹp không, rồi nó như thế nào, các bạn có ưng hay không thì hãy cho chúng tôi biết ý kiến. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Xe Hay. Còn bây giờ chúng ta có thể đi lại một vòng để xem lại cái chiếc xe này, xem nó có thực sự đáng yêu hay không. Xin mời. Tiếng đóng cửa chắc nịch. Đúng là xe sang, xe châu Âu có khác. Tiếng đóng cửa gọn gàng chắc nịch. Phải công nhận là cái dáng xe này ý, phải những người nào đi châu Âu về hoặc là đã sống ở châu Âu ý, thì họ sẽ thích. Chứ còn những người mà không hay sang châu Âu, chưa nhìn nhiều cái dòng xe này thì thấy nó hơi lạ, nó hơi là lạ. Rồi chúng ta có thể dừng ở đoạn đuôi được. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Xe Hay. Xin chào.